Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 8 tháng 5 năm Quý Mão, tỉnh Xá Ngọc Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, long trọng tổ chức lễ khai mạc khóa tu mùa hè với chủ đề Ươm mầm từ bi cho các em thanh thiếu niên trên địa bàn. Chứng minh có sự hiện diện của Đại Đức Thích Giác Kiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo phường sở tại cùng 238 tu sinh. Khóa tu bắt đầu với phút niệm Phật cầu gia hộ, nhập từ bi quán, ni sư Thích Nữ Liên Mai, trụ trì tịnh xá Ngọc Thành tuyên đọc diễn văn khai mạc. Bài diễn văn nhấn mạnh công cuộc hoằng pháp đối với giới trẻ cũng là một trong những phương tiện góp phần giữ gìn mạng mạch Như Lai. Khóa tu cũng là dịp cho các tu sinh làm quen với lời kinh tiếng kệ chốn thiền môn, sống hòa hợp an lạc, tinh chuyên tu tập, trưởng dưỡng tự thân. Sư cô Thích Nữ Liên Ngọc, phó ban tổ chức thông qua nội quy khóa tu nhằm nhắc nhở các tu sinh đảm bảo nề nếp, nội quy, kỷ luật của khóa tu. Thay mặt Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột, Đại Đức Thích Giác Kiến có lời sách tấn, tán thán Ni Sư Thích Nữ Liên Mai, trụ trì tịnh xá Ngọc Thành và Phật tử Đạo Tràng tịnh xá Ngọc Thành, nhiều năm nay đã tổ chức thành công các khóa tu là điều vô cùng khích lệ, tạo sân chơi gieo trong tâm thức các tu sinh hạt giống của từ bi, trí tuệ và giá trị của sự bình an, hạnh phúc hiện tiền. Khóa tu mùa hè 2023 Ươm mầm từ bi của tỉnh xá Ngọc Thành diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2023. Đến với khóa tu, bên cạnh việc làm quen với các oai nghi chốn thiền môn, các tu sinh còn được tham dự rất nhiều chương trình tu học bổ ích như tập múa dân vũ, học Phật Pháp, tập yoga, rung chuông chùa, thi cắm hoa, xem phim về cuộc đời Đức Phật, thắp nến tri ân cha mẹ, trò chơi vượt chướng ngại vật, đêm lửa trại,